Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu lớp xe khi nào cần thay thế và cái sự thật ít người biết. Độ bóng đường của lớp quyết định rất nhiều đến cái sự an toàn của một chuyến đi. Vì vậy, vì anh em hiện nay tại vẫn đang hiểu sai về thời gian cần phải thay lớp xe, từ đó đã vô tình tạo ra nguy hiểm cho chính bản thân mình. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và chia sẻ một số điều như thế nhé. Có phải chạy khi nào mòn hết gai là thay? Đây là hoàn toàn sai lầm nếu anh em đang có suy nghĩ là như vậy. Rất nhiều trường hợp anh em cần phải thay thế sớm hơn, vì lúc đó cái độ bóng đường của bánh xe đã không còn tốt, mặc dù gai lớp còn rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hình ảnh dưới đây. Dựa vào ký hiệu trên lớp, những loại lớp ngày nay đều có những ký hiệu giới hạn cái độ mòn của lớp được nhãn xuất đưa ra để anh em biết được khi nào cần thay thế. Để nhận biết, anh em hãy nhìn bên hông lớp sẽ có hình tam giác hoặc cái chữ TWE, viết tắt là Tread Wear Indicator, là nói đến cái số mòn lớp. Ký hiệu này thường nằm giữa rãnh cái gai lớp, và khi nào lớp mòn chạm đến cái phần gai đó thì anh em phải thay thế. Lớp cũng có cái tuổi. Có thể anh em chưa biết lớp vẫn có độ tuổi. Theo nhãn xuất thì lớp nên sử dụng trong vòng là 5 năm kể từ ngày sản xuất, về chất lượng cao su đó sẽ được đảm bảo nhất. Và sau 5 năm dưới tác động của môi trường, cao su sẽ bị cay dần và không còn đảm bảo an toàn. Để biết được cái độ tuổi của một cái chiếc lớp, anh em cần nhìn bên cái hông lớp sẽ có 4 con số được làm nhỏ và đi nhau. Hai cái con số đầu nói đến cái từng được sản xuất, còn hai cái số sau là nói đến năm được sản xuất. Ví dụ trên cái lớp 5219, tức là lớp được sản xuất cái tầng thứ 52 trong cái năm 2009. Đây cũng là lớp được sản xuất cuối năm 2009. Như vậy, dù lớp gai chưa mòn thì anh em cần phải thay thế sau 5 năm kể từ khi ngày được sản xuất. Lớp quá lâu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao su bị chai cứng và nứt ra. Đương nhiên lúc này anh em cần phải thay thế ngay. Thủng quá nhiều lỗ. Một cái chiếc lớp sau khi bị thủng và bá lại thì kết cấu của lớp sẽ yếu dần, và nếu quá nhiều, lớp sẽ không thể chịu được cái trọng lượng và lực căng của hơi bên trong. Thường thì thấy lớp xe lúc đó sẽ phù lên và buộc anh em cũng phải thay thế. Để an toàn thì mình khuyên anh em nếu bá từ 3 lỗ trở lên thì nên thay ngay để chạy được đảm bảo hơn. Những cái chỗ quá vẫn để những cái chỗ quá có thể hơi sẽ ra và bị xì hơi. Quá quá nhiều cũng làm bánh xe mất cái cân bằng và xe bị rần ra khi chạy. Mòn không đều. Sẽ có một số trường hợp lớp xe của anh em bị mòn một bên, bên ít, bên nhiều. Đây có thể là do cái tuyến đường đi hàng ngày có quá nhiều khúc cua về bên nào đó. Còn không thì cái dàn chân trên xe anh em đang gặp hư hỏng. Lớp bị mòn một bên thì độ bóng đường đã bị giảm đi, và hơn nữa độ bám của dàn trên xe là không đều. Khi vào cua sẽ bị dễ sàn lắc. Anh em nên thay thế lớp bị mòn một bên hay được kiểm tra luôn cái lại cái dàn chân của xe mình. Bao nhiêu km thì cần phải thay thế? Mình nghe nhiều người nói trung bình từ 15 đến 20.000 km thì phải thay lớp mới. Nhưng thực chất câu số này không hoàn toàn đúng. Nó còn phụ thuộc vào loại cao su mà lớp đang sử dụng. Nói dễ hiểu thì những loại lớp chuyên để chạy đua anh em có thể dùng được, làm bằng cao su mềm hơn, giúp cho bánh xe bám đường hơn, nhưng cũng là nhanh mòn hơn. Thường được khuyên thay thế sau từ 5 đến 8.000 km sử dụng. Chính vì vậy anh em hãy xem mình chạy là lớp nào mà đưa ra một cái con số phù hợp nhất. Sau khi xem xong clip này, mình nghĩ anh em đã biết được chắc chắn lúc nào là cần phải thay lớp cho chiếc xe cực của mình rồi nhỉ. Hãy kiểm tra lớp xe của mình ngay đi và thay thế khi cần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, share, subscribe.